vẫn là câu hỏi làm sao để tối ưu hóa hiệu quả sản xuất, tăng chất lượng cây lúa. Nông dân nước ta đang ngày càng có nhiều những câu trả lời sáng tạo và đa dạng hơn. Biên tập viên Khánh Long, anh có thể giới thiệu một vài cách làm mới tới bà con được không ạ? Thật sự là người miền Tây nên là tôi khá là tự hào về những nhà khoa học nông dân của vùng đất này. Bởi vì những cái sáng tạo của họ không phải là nằm trong sách vở mà nó được mang ra ứng dụng ngay trong quá trình sản xuất. Nhìn cái cánh đồng lúa mà triệu hạt vàng như thế này thì chắc hẳn là không ai nghĩ nó được canh tác theo hướng sinh học, hoàn toàn là không sử dụng phân thuốc hóa học. Và đây cũng là sáng tạo của một nông dân ở huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Bà con nông dân thường làm là từ 70-80 ký là phân, và coi như là xử lý thuốc khoảng từ 5-7 lần trên một vụ. Bón lót là phân vôi, cái nước vôi đó là 3 kg, mình pha cho một bình là 25 lít, 2 bịch sữa Vinamilk với 2 cái hột gà, mình sẽ khuấy đều vô, mình khuấy đều vô hết rồi mình đổ vô bình xịt. Tự tin với những kiến thức tích lũy nhiều năm từ đồng ruộng và sách vở, ông Quả tạm gọi hỗn hợp tự tạo này là chế phẩm sinh học. Vụ này, ông mạnh dạn thử nghiệm trên toàn bộ diện tích 8 hectare với giống lúa đang được thị trường ưa chuộng là OM4900. 15 đến 17 ngày tuổi là mình xịt một đợt thứ nhất, tới 35 ngày tuổi mình xịt thứ hai, tới 45 ngày tuổi mình xịt đợt 3, tới là 75 ngày tuổi là mình xịt đợt thứ tư. Đó là 100 ngày là nó thu hoạch. Thì cái với cái mục tiêu của mình là mình từ cái gạo này mình sấy ra được cái loại gạo sữa. Và khi mình sấy sữa thì nó có một cái hương vị đặc biệt. Dù có những thông tin trái chiều về chế phẩm sinh học lạ đời này, nhưng chính sự phát triển của ruộng lúa đã chứng minh hiệu quả mang lại. Dù không sử dụng phân hóa học hay là thuốc bảo vệ thực vật suốt cả mùa vụ, nhưng mà vụ này thì dự kiến năng suất vẫn khá cao, từ 7 đến 8 tấn trên 1 hectare, trong khi những ruộng kế bên thì năng suất chỉ khoảng từ 9 đến 10 tấn. Trứng gà và một cái lớp địa long, nó là phân bón lá, nó hấp thụ qua khí khẩu để giúp cái đá đài vươn lên thẳng lên, đứng lên, đó để hấp thu năng lượng mặt trời nhiều hơn. Thì mặt khác nữa và cung cấp một số dinh dưỡng trực tiếp qua khí khẩu luôn. Đó, cung cấp cho qua lá, qua trái luôn, đó, trực tiếp để nó tự đề kháng sâu bệnh. Dù chưa đến ngày thu hoạch, nhưng đã có các công ty lương thực đến thăm ruộng và tìm hiểu quy trình canh tác. Bởi dưa dôi, trứng gà và sữa thì đây là cánh đồng lúa sạch, an toàn và chất lượng. Theo nhà nông này, giá bán lúa có thể cao hơn so với kiểu canh tác truyền thống. Đó là một khoản lợi nhuận tăng thêm sau vụ thu hoạch. Còn khoản lợi nhuận khác mà ông đang cầm chắc trong tay chính là chi phí đầu tư cho 1 hectare chỉ khoảng 21 triệu đồng, tức là đã giảm đến 7 triệu nếu sử dụng phân thuốc hóa học. Với ông, sau thời gian bám đồng ruộng, thì đây chính là mùa vàng bội thu.